vô vậy ở huyện An Biên. Thu phí năm nay nó cũng 10 năm 11 năm gì mà chưa thấy nghỉ. Thu hoài. Chạy chú ơi. Lớn này nè mà thu tiền hoài, thu mười mấy năm này không nghỉ. Đâu vậy anh? Đó, chiếc xe rồi 6 chỗ với chiếc xe Honda đi ngang nằm muốn vừa lọt luôn đó. Thu hôm nay nó mười mấy năm rồi đó mà nó thu hoài không biết chừng nào nghỉ luôn. Đây qua cầu sẽ có cái cây gào ngang, có một anh đẹp trai đứng thu tiền. Đó. Xem ra thì 2000 quận, còn xe 16 chỗ thì 20, xe 7 chỗ thì 15. Ban đêm 10 giờ là thu gấp đôi. Không mở đậu đây luôn, khoảng qua cho qua luôn. Không cho qua luôn. Đậu lắp lại không cho ai qua luôn á. Chỉ là nỗi nhớ mãi sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thôi thức, chỉ là nỗi thầm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Về ký ức cô xóa đi đoạn tình đơn sơ, rồi lại trở về đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng nhớ, trái tim vẫn không ngừng đau đợi chờ em đến quá buồn. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau, đành ngậm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, lại sâu trong trái tim, oh, giờ đây chúng ta.